Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm các ông bà Nguyễn Thành Tiến, Lương Công Tuấn, Hoàng Thị Thu Hương và Nguyễn Minh Huy đã có buổi tiếp xúc cử tri 5 phường thuộc quận Hải Châu gồm Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang Hải Châu 1 và Hải Châu 2 nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 5 phường thuộc quận Hải Châu đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin về những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 vừa qua, những nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp cũng như kết quả trả lời các kiến nghị trước đó của cử tri quận Hải Châu. Cử tri 5 phường thuộc quận Hải Châu bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao kết quả cũng như chất lượng kỳ họp thứ 7 vừa rồi, nhất là việc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến các chủ trương chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Cử tri quận Hải Châu đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, phát triển việc làm, phục hồi kinh tế, tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn đô thị, đảm bảo mỹ quan môi trường xanh sạch đẹp. Qua lắng nghe, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của cử tri, giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định sẽ chuyển tải những kiến nghị của cử tri đến Hội đồng Nhân dân thành phố.